Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong dòng chảy mấy ngàn năm của lịch sử Trung Hoa, Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn là hai đại mưu sĩ nổi tiếng trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý, thậm chí tài năng của họ còn được so sánh với những bậc tiên nhân hạ phàm. Cũng bởi vậy mà mỗi khi nhắc tới hai nhân vật kỳ tài xuất chúng ấy, dân gian vẫn thường lưu truyền câu nói Tam phân thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn. Thế nhưng ít ai biết rằng, hai câu nói nổi tiếng về Khổng Minh và Lưu Bá Ôn thực chất lại bắt nguồn từ một bài thơ ở Miếu Gia Cát. Hơn nữa, bài thơ ấy còn từng khiến Lưu Bá Ôn chấp nhận từ bỏ mũ quan của bậc khai quốc công thần để từ quan về quê với mong muốn giữ lại tính mạng cho bản thân. Vậy bí ẩn được che giấu trong bức thư đó là gì mà lại khiến Lưu Bá Ôn hồn bay phách lạc đến vậy? Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay. Sau khi đọc bài thơ ấy, Lưu Bá Ôn càng thêm thán phục trước tài năng xuất chúng của Khổng Minh. Song ông cũng vội vã từ quan về quê vì lo sợ hàm ý ám chỉ trong đó sẽ thành sự thật. Giai thoại về bài thơ trong miếu thờ Khổng Minh khiến Lưu Bá Ôn vội vã từ quan. Lưu Bá Ôn sinh năm 1311, mất năm 1375, tên thật là Lưu Cơ, tự Bá Ôn là nhà văn, nhà thơ và khai quốc công thần của vương triều Đại Minh trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Ông là một trong những nhân vật có nhiều huyền thoại, là người đã đề cao tư tưởng quan bức dân phản, đồng thời là tác giả tản văn Mại Cam Giả Ngôn nổi tiếng nhằm đả kích giới thống trị thối nát. Lưu Bá Ôn là người huyện Thanh Điền, nay là huyện Văn Thành, tỉnh Chiết Giang. Ông sinh ra trong một gia đình nho học từng có truyền thống chiến đấu dũng cảm chống lại quân xâm lược Nguyên Mông trước đây. Nhờ siêng học, đam mê đọc sách, ông sớm lầu thông kinh sử, văn chương, binh pháp và thiên văn. Đương thời có câu khen ông là thông binh pháp ai hơn Tôn Võ, giỏi thiên văn phải kể Lưu Cơ. Lưu Bá Ôn đã là một thiếu niên đắc chí nên tha thiết muốn tận trung góp sức với triều đình nhà Nguyên để làm nên những sự nghiệp oanh liệt. Năm Nguyên Thống thứ nhất đời Nguyên Thuận Đế, tức năm 1333, ông thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan. Nhưng lúc bấy giờ đang cuối triều nhà Nguyên, quan trường rất hủ bại, quan viên đều tham ô, cả xã hội đang lung lay sắp sụp đổ. Dù vậy, Lưu Bá Ôn vẫn một mặt tự lấy mình làm gương, luôn giữ thanh liêm, một mặt đấu tranh thẳng thừng với bọn quan tham ô lại. Nhưng ông ra làm việc chẳng bao lâu thì bị người chung quanh ghét, tìm cách gièm pha và bài xích, đưa đi chỗ khác. Ít lâu sau, do ông viết đơn tố cáo viên giám sát ngự sử không làm tròn trách nhiệm nên đắc tội với thượng cấp, bị đuổi về quê nhà. Là hai bậc mưu sĩ nổi danh Trung Hoa, tài năng của Gia Cát Khổng Minh và Lưu Bá Ôn cho tới ngày nay vẫn thường được hậu thế đặt lên bàn cân để so sánh. Những truyền thuyết, giải thoại liên quan tới hai nhân vật này còn là chủ đề được người đời kể cho nhau nghe vào những lúc trà dư tửu hậu. Và câu chuyện dưới đây cũng nằm trong số đó. Tương truyền rằng, Lưu Bá Ôn lúc sinh thời nổi tiếng thông tường thiên văn địa lý, hơn nữa còn có tài tiên tri xuất thần. Ông từng là một bài thơ mang tên Thiêu Bính Ca, có nghĩa bài ca bánh nướng để dự đoán về những sự kiện xảy ra với nhà mình trong tương lai và hầu hết đều ứng nghiệm. Cũng theo giai thoại này thì bậc thần cơ diệu toán như Lưu Cơ đã từng có lúc không phục tài năng của Gia Cát Lượng. Giả sử ghi lại, năm xưa Lưu Bá Ôn có một lần đi ngang qua miếu Gia Cát Vũ Hầu thờ Khổng Minh, liền xuống ngựa để dừng chân nghỉ ngơi. Khi cùng tùy tùng tiến vào tòa đại điện trong miếu, ông đã đứng trước tượng Gia Cát Lượng mà nghĩ thầm. Khổng Minh cả đời hô phong hoán vũ, cúc cung tận tụy, cuối cùng cũng chỉ có thể giúp quân chủ gây dựng nên một thế lực chia ba thiên hạ, mà Lưu Bá Ôn ta giúp chủ công lấy được thiên hạ, trở thành nhất thống. Với suy nghĩ công lao của bản thân cao hơn Khổng Minh một bậc, Lưu Bá Ôn đã lấy giấy bút để lên một câu đối treo tường. Tam thống thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống thiên hà Lưu Bá Ôn. Sau đó, ông nghĩ lại, Khổng Minh cả đời cơ trí, nhất định sẽ cất giấu binh thư hoặc di chúc trong miếu thờ, vì vậy liền hạ lệnh cho thuộc hạ đi tìm, thế nhưng chẳng hề phát hiện được gì. Lưu Bá Ôn trong lòng hoài nghi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bức hoành phi trong miếu, bèn cho người tháo xuống. Kết quả, ông phát hiện phía sau tấm hoành phi có đề một bài thơ. Tam thống thiên hạ Gia Cát Lượng,
nhất thống thiên hạ Lưu Bá Ôn. Ta biết sau có Lưu Bá Ôn, ngươi biết sau ngươi có người nào? Kính thưa quý vị, Lưu Bá Ôn vốn là người thông minh, đọc xong bài thơ ấy thì trầm tư hồi lâu, sau đó nhanh chóng hiểu được hàm ý, liền quỳ xuống trước bức tượng thờ Gia Cát Lượng mà dập đầu lạy ba cái. Và bản thân ông dù có công lao cái thế, lại là bậc khai quốc công thần, thế nhưng vẫn chấp nhận bỏ đi mũ quan cao lộc dày, hồi hương quy ẩn, khép kín giữ mình. Vậy sau khi từ bỏ quan trường, liệu Lưu Bá Ôn có được sống cuộc sống yên ổn như ông mong muốn hay không? Xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của video. Sau khi thấy Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương sắp tâm hãm hại công thần, tháng 8 năm Hồng Vũ thứ nhất, khoảng tháng 10 năm 1368, ông dâng sớ xin từ quan. Nhưng mãi đến năm 1371, ông mới được về nghỉ hưu sau khi từ chối ngôi vị thừa tướng. Cũng trong dịp đó, Chu Nguyên Chương đã hỏi ý kiến Lưu Bá Ôn về các ứng cử viên thừa tướng như là Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung, Dương Hiến, Uông Quảng Dương và cả chính Lưu Bá Ôn. Bá Ôn đã trình bày những phân tích, kiến giải của mình về bản chất, tính cách, tài năng của mỗi người và cho rằng tất cả đều không thích hợp làm thừa tướng, kể cả ông. Chu Nguyên Chương cho rằng Lưu Bá Ôn quá cầu toàn, nhưng thực tế cho thấy những nhận định của Lưu Bá Ôn là chính xác. Cả Lý, Hồ, Dương và Uông sau này đều gây rắc rối, thậm chí là tai họa cho triều đình nhà Minh. Sau khi từ quan, ông về vùng thôn dã sống ẩn dật với thê tử là Vương A Tú, có tài liệu ghi là Vương A Nguyệt và hai con là Lưu Liễn và Lưu Cảnh, tuyệt đối tránh dây dưa với quan trường và giới quan lại, thậm chí còn yêu cầu bạn bè chỉ gọi mình đơn giản là Bá Ôn hay Bá Ôn Huynh, chứ đừng đề cập đến chức tước của mình. Ông cũng không thích được mọi người khen tặng về những chiến công khi xưa. Tuy nhiên, với bản tính cương trực, liêm chính, Lưu Bá Ôn không hoàn toàn có thể bỏ ngoài những sự việc chướng tai gai mắt của cuộc đời. Một lần nọ, ông thấy bọn Đào Binh, Minh Sương nổi loạn tại Đạm Dương, giết người cướp của, tàn hại bá tánh, trong khi bọn quan lại địa phương sợ bị trách tội nên không dám báo cáo tình hình. Thế là Lưu Bá Ôn đã nhờ con trai mình là Lưu Liễn viết tấu chương gửi cho triều đình, yêu cầu trừng trị bọn chúng. Phe cánh của Hồ Duy Dung đã lợi dụng việc này để viết một tấu chương vu cho Lưu Bá Ôn tội âm mưu xây mộ địa tại Đạm Dương để lợi dụng vương khí ở đây, mưu chuyện bất chính và sai tuần kiểm ti chiếm đất, xua đuổi dân chúng để lấy đất xây mộ, khiến dân chúng nổi loạn. Chu Nguyên Chương nghe qua rất bực tức nên đã hạ chiếu chỉ cắt hết bổng lộc của họ Lưu. Biết là có người muốn hại mình, nhưng trước tình hình phe đảng của Hồ Duy Dung chiếm lĩnh triều đình, Lưu Bá Ôn không thể tự thanh minh cho mình mà buộc phải đến nhận lỗi trước mặt Chu Nguyên Chương để tránh họa sát thân. Chu Nguyên Chương thấy vậy nên cũng bỏ qua, không truy cứu nữa. Sau lần đó, Lưu Bá Ôn dọn về ở hẳn tại Kinh Đô và đóng cửa ở ly trong nhà, không tiếp xúc với ai để tránh tạo cớ cho Hồ Duy Dung vu hại. Tuy nhiên, trước tình hình thời cuộc ngày càng tồi tệ, nhất là khi biết Hồ Duy Dung đã được vua thăng lên làm thừa tướng, Lưu Bá Ôn buồn sâu mà chẳng bao lâu sinh bệnh. Ông nói, Hồ Duy Dung lên làm thừa tướng chắc chắn sẽ sinh đại họa, quốc gia sẽ gặp đại loạn, sinh linh lại phải chịu tai ương. Nếu lời nói của tôi không ứng nghiệm thì đó chính là đại hồng phúc của bá tánh nhân dân. Trái lại, nếu lời nói của tôi ứng nghiệm thì cuộc sống của đông đảo chúng sinh biết làm sao đây? Câu nói đó lọt đến tai Hồ Duy Dung, khiến Hồ càng căm tức và quyết tâm trù dập Bá Ôn. Quá phẫn uất trước nạn quyền thần lộng hành, bệnh tình của ông càng lúc càng trở nên nguy kịch. Chu Nguyên Chương thấy thế không khỏi thương cảm nên đã đích thân viết biểu văn gửi đến Bá Ôn và phái sứ giả hộ tống ông trở về quê nhà. Có điều, bệnh của Lưu Bá Ôn không hề thuyên giảm và chỉ một tháng sau đó, tức năm 1375, ông qua đời, hưởng thọ 64 tuổi. Có thuyết cho rằng Hồ Duy Dung đã sai thầy thuốc của mình mang độc dược đến hại chết Lưu Bá Ôn, bởi vì trước lúc Lưu chết, ông nói rằng khi uống thuốc của Hồ Duy Dung mang đến thì thấy trong bụng có một vật cứng như đá, to bằng nắm tay. Dù bị hãm hại và bạc đãi, Lưu Bá Ôn vẫn một lòng trung thành với triều đình nhà Minh. Lúc lâm chung, Lưu Bá Ôn đã gọi các con trai Lưu Liễn và Lưu Cảnh đến, đưa tác phẩm Thiên Văn Thư cho Liễn và một bản tấu chương bàn luận về thế sự, phương pháp trị nước cho Cảnh. Ông dặn Liễn và Cảnh rằng, Hồ Duy Dung chuyên quyền bạo ngược, thế nào cũng gặp tai họa,
Vì vậy, sau khi Hồ và phe đảng bị diệt trừ, thì Liễn và Cảnh hãy đem bản tấu chương cùng Thiên Văn Thư đến dâng cho Chu Nguyên Chương. Đúng như Lưu Bá Ôn dự đoán, khi Hồ Duy Dung và bè đảng nắm hết quyền hành, lộng quyền phách lối nên bị Chu Nguyên Chương nghi ngờ. Nghi án Lưu Bá Ôn bị hạ độc cũng được cho điều tra lại. Trước tình hình đó, Hồ Duy Dung đã âm mưu làm phản nhưng bị bại lộ. Thế là ông ta cùng toàn bộ phe đảng bị Chu Nguyên Chương xử tử. Lúc này, Chu lại nhớ đến Lưu Bá Ôn. Lưu Liễn và Lưu Cảnh nhân cơ hội đó đã vào cung, dâng Thiên Văn Thư cùng bản tấu chương của cha mình cho nhà vua. Nhận thấy tâm huyết của vị lão thần trung thành, Chu Nguyên Chương cảm động, nói: "Khi Lưu Bá Ôn còn sống, cả triều đình đều là bọn Hồ Đảng, chỉ riêng có một mình ông ấy là không theo chúng nên mới bị chúng thư, hạ độc. Để tri ân lòng trung thành và đóng góp của Lưu Bá Ôn, năm 1380, Chu Nguyên Chương đã hạ lệnh cho con cháu của Lưu Cơ được hưởng tước lộc truyền từ đời này qua đời khác của tước Thành Ý Bá. Sau này, vua Minh Vũ Tông cũng đã khen tặng Lưu Bá Ôn là độ giang sách sĩ vô song, khai quốc văn thần đệ nhất, có nghĩa nhà mưu lược có 102 đã giúp cho triều đình vượt sông bình định thiên hạ, cũng là bậc văn thần khai quốc đứng hàng đầu, ban thụy hiệu cho ông là Văn Thành." Minh Thế Tông vào năm Gia Tĩnh thứ 10, tức năm 1531, cho ông được thờ trong Thái Miếu cùng với khai quốc công thần khác như Từ Đạt. Sau khi Lưu Bá Ôn về quê ẩn cư ở huyện Thanh Điền, ông càng lúc càng trở nên lánh đời. Huyện lệnh nơi đây nghe tin ông từ quan hồi hương, liền muốn tới bái kiến vị khai quốc công thần này. Thế nhưng Lưu Bá Ôn 5 lần 7 lượt đóng cửa không tiếp. Trước tình cảnh ấy, huyện lệnh nghĩ ra một cách, liền cải trang thành dân thường để tới bắt chuyện với Lưu Bá Ôn. Sau khi huyện lệnh thừa nhận thân phận thật của mình, Lưu Bá Ôn liền tỏ ra hết sức e dè, lập tức mời người này ra khỏi nhà, từ đó về sau cũng không tiếp kiến với bất kỳ ai lạ mặt. Chỉ tiếc rằng, dù cẩn thận giữ mình ra sao thì vị thần cơ diệu toán họ Lưu ấy cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm. Nguyên nhân khiến Lưu Bá Ôn đi vào vết xe đổ giống như nhiều khai quốc công thần đầu thời Minh khác bắt nguồn từ một nguyên nhân hết sức đơn giản. Chu Nguyên Chương vẫn luôn đem lòng nghi kỵ và dè chừng ông. Tương truyền rằng, năm xưa, vị hoàng đế này từng có lần hỏi Lưu Bá Ôn về người xứng đáng kế nhiệm chức vụ thừa tướng. Những ứng cử viên tiêu biểu như Dương Hiến, Uông Quảng Dương hay Hồ Duy Dung đều bị nhân vật này vạch rõ khuyết điểm. Sau khi đắn đo cân nhắc, Chu Nguyên Chương liền làm như vô tình mà nói ra một câu: "Xem ra, chức thừa tướng chỉ có thể để tiên sinh làm." Vị quan họ Lưu vội vàng từ chối. Vị thần ghét ác như thù, lại không thích chuyện chính sự rườm rà, cũng không thích hợp làm thừa tướng. Trong thiên hạ không lo không có người tài, chỉ cần thánh thượng lưu tâm nhiều hơn, nhất định có thể tìm được một người thích hợp. Có ý kiến cho rằng, bốn chữ ghét ác như thù của Lưu Bá Ôn đã khiến một vị vua đa nghi như Chu Nguyên Chương tưởng rằng đó là những lời lẽ ám chỉ về mình. Có ý kiến khác lại khẳng định, bởi Chu Nguyên Chương không nghe theo ý kiến của Lưu Cơ, lần lượt cho Dương Hiến, Uông Quảng Dương và Hồ Duy Dung làm thừa tướng, nhưng sau này họ đều phạm vào đại tội. Từ đó, vị hoàng đế ấy lại càng thêm e dè trước tài năng của Lưu Bá Ôn. Bên cạnh đó, vị quan họ Lưu ấy sinh thời nổi tiếng chính trực, căm ghét gian tà, vì vậy từng đắc tội với không ít quan viên. Cho nên, ngay cả khi ông đã quy ẩn, Chu Nguyên Chương cùng những quan lại có tư thù vẫn chưa thực sự yên lòng. Đường lúc đó, Lưu Bá Ôn lại bị kẻ gian vu vạ là dùng mảnh đất có vương khí để xây phần mộ. Sau khi đến tai nhà vua, ông bị khép vào tội mưu đồ làm loạn và bị cắt bỏ bổng lộc. Để tránh hậu họa sau này, Lưu Bá Ôn đành phải trở lại Nam Kinh nhận lỗi với hoàng đế, cũng định cư tại đây một lần nữa nhằm xóa bỏ hiềm nghi. Tới năm 1375, Lưu Bá Ôn lâm trọng bệnh. Có giai thoại truyền lại rằng, sau khi uống thuốc của Hồ Duy Dung mang tới, bệnh tình của ông chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nặng. Chỉ vẻn vẹn một tháng sau đó, vị thần cơ diệu toán họ Lưu ấy đã đột ngột qua đời ở tuổi 64. Kính thưa quý vị, sau khi từ bỏ trốn quan trường, thần cơ diệu toán họ Lưu vẫn không tránh khỏi kết cục bi thảm. Cái chết của Lưu Bá Ôn trên danh nghĩa là do Hồ Duy Dung gây nên. Tuy nhiên, không ít ý kiến đều cho rằng Chu Nguyên Chương mới chính là nhân vật đứng sau mượn dao giết người.
Sau này, vị hoàng đế ấy đã thanh trừng phe cánh của Hồ Duy Dung. Cuộc tắm máu của các thành viên Hồ Đảng khiến cho hàng chục nghìn người phải chết thảm năm ấy đã khiến cho nhiều người đặt ra nghi vấn. Liệu rằng đây có phải hành động giết người diệt khẩu của Chu Nguyên Chương nhằm xóa đi những manh mối về cái chết đầy khuất tất mà Lưu Bá Ôn đã phải chịu năm xưa? Và vẫn còn rất nhiều câu chuyện bí ẩn sẽ được chúng tôi tiết lộ trong những video sau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!